Hi mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay tôi sẽ show cho anh em xem một số hạc rất là ngon. Và đến với con hạc đầu tiên thì hạc này khá là khủng nha anh em nhé. Level 100, đặc quyền VIP 8 hạc server Android nha anh em nhé. KD cực kỳ ngon luôn, 2.0. Và hạc hộp thì hơn 100.000 kill, kill rất là ngon luôn nha anh em nhé. Đấy anh em nhìn kill là biết độ chất rồi. Hạc còn một K7 kim cương anh em có thể đổi tên và 36 triệu vàng nha anh em nhé. Đấy, hạc rất là chất luôn, KD cực kỳ cao, cực kỳ cao luôn. Rồi tôi sẽ vào xem nhanh kho đồ, giá thì cực kỳ ok dành cho em chốt trong ngày hôm nay nhé. Giá 1m2 và có full khoảng 9 vòng nha anh em nhé. Đầy đủ vũ khí và nhân vật cho anh em chơi luôn. 2 vòng AK-47 Transformer, 1 vòng AK-47 Deep Interlo, AK-47 Deep này. Rồi 1 vòng AK-47 Bon Beat, còn khẩu AK-47 Bon Beat thức tỉnh thì tôi cũng chả biết là quay vòng hay là mua nha anh em nhé. Đấy, 2 AK-47 Bon Beat này, 1 khẩu level 1, 1 khẩu level 2, 1 vòng M4A1 Transformer, M4A1 BX2, M4A1 Quái Thú Vô Hình. Rồi M4A1 SJWRY X3, AL94 VIP, M14EBD Đắk Lắk. Rồi AWM Infernal Dragon. Đấy, và thêm 3 vòng 3Z Bon Beat nữa, tất cả là 9 vòng nha anh em nhá. Đấy, X2 3Z Out. Nói chung là quay nhiều chỉ để ép đạn nỏ thôi. 3Z Transformer, MSG X4, trong đây có một kênh level 2, Speaker level 2, 6 lòng và giá rẻ nhưng vẫn team B đầy đủ nha anh em nhá. X4 thông sơn để ép đạn cho team B. Team B 100 viên. A12 Hi-Fi. DE Bon Beat 24, 5 khẩu DE Bon Beat, 2 khẩu DE Thunder, X2 DE VIP Inferno. Nói chung là hạc này lỏ tầm khoảng 10 viên. Đấy. Một cây diều xanh. Đấy, diều VIP X3, cận chiến cũng đầy đủ luôn. Cui VIP, Cui VIP Inferno, Kevin Bon Beat. Đấy, full 2 set, 10 vòng 2 set. Sẻng thì X3 sẻng. AK Bá Tước X2, AK Zusa X4, AK47 Nobel Dragon X3, M4A1 Nobel Dragon, 3Z Nobel Dragon X3, USB Bá Tước Monster. Rồi một cây diều BC Nobel Dragon X3, M240 BZNA, A12 Booster, X4 cung. Nói chung là này cực kỳ chất luôn nha anh em nhé. Là khoảng tầm có 30 mấy triệu gì đấy. Lỏ CB Transformer X2, lỏ 10 viên chính xác là tại vì không đủ ba lô để ép nha anh em nhé. 7 lỏ, nếu mà có đủ 7 ba lô với lại 2 là 9, với lại 1 viên mặc định là lỏ 10 viên nha anh em nhé. Nhưng mà nói chung là tại vì không mua được ba lô số 6 bây giờ, thành ra là không ép được 10 viên thôi. Cung Fury. Đấy, cung Boson Dragon, một cái cung rất là rất là ngon và hiếm cho anh em. Đấy, đầy đủ lỏ 10 viên X4 cung Boson Dragon. Rồi cung Fury, nói chung là full cung. Lục đồ bò băng X6, lục đồ bò gold và lục đồ bò lửa đều có. IAF Phoenix X4. Vãi cả trưởng, đọc mãi không hết anh em ạ. Đọc vũ khí cam mệt. Rồi kiếm vàng X4, 2 cây dìu level 1 nữa, tất cả là 4 cây dìu nha anh em nhé. Kuri Ultimate Gold, 5 đấm Titan, móng rồng, Katala Transformer X2, đao phán quyết X2, thương xét, nâu lan song kích. Đấy, và súng tín thì có 3 Z Belly các kiểu này. Quắm này, AK Gold, AK Chao, à không phải, không có AK Chao, AK Blue Battery, M4 Raira, rồi M4 Ultimate Gold các kiểu, 3 Z Raira Dragon. Nói chung là kể cả súng tím cũng nhiều luôn nha anh em nhé. Team Binula, Team B Raira Dragon này. Rồi phải cần lên, kéo mãi không hết luôn. Rồi khẩu AK-47A Evan này thì là đã hình như là mắc thành tựu thì được anh em ạ. Đấy, M4 Fantasy, AK-X Mark X2 nhé. Đấy, và cũng thanh niên này cũng khoái bắn AK-X Mark anh em ạ. Đấy, cũng mắc tinh thông. Đấy, cực kỳ nhiều luôn, vãi kẻ trưởng. Thường thường những hạc mà VIP nhiều súng họ hay xóa hết súng trắng, nhưng hạc này rất là ngon là không xóa nha anh em nhé. Anh em về test súng các thứ vô tư. 3Z đen cũng X2 luôn. Và đặc biệt là nhân vật cũng ngon nhé. Nói chung là phải cần bán gấp trước Tết, thành ra giá rất là rẻ cho anh em luôn. Đấy, có 1m2 full đồ, full nhân vật luôn. Còn bình thường thì anh em không thể nào mua được giá này nhé, cần ra đi gấp trong ngày hôm nay. Velos X2, Zuluco, Vô, full nhân vật 3 vòng quay.
nhẫn thì nó trộn 3-4 cái nhẫn, tại vì quay mấy vòng nhưng mà nhẫn 3 dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP. Đấy, nhẫn rất là ngon luôn. Rồi thiên phú thì đẹp luôn nhé anh em nhé. Đấy, mắc. Nói chung là thiên phú này thì còn rất ít ô chưa mắc thôi. Đấy, BBB thì chắc chắn là đã mắc rồi. Thiên phú cực kỳ đẹp. Rồi tôi sẽ đến với kèo tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với kèo số 2. Thì hàng này cũng khá là ngon. Level 9 VIP 3, KD 1.09, hạ gục 14.000 kill. Thì hàng full 3 vòng cơ bản thôi. Giá thì cũng hơn 500k thôi. Server Android sẽ ngon hơn server iOS nhé. Đấy, và giá thì hơn 500k thôi. Và đặc biệt hôm nay sẽ nhận thẻ cào cho anh em tất cả các ạc luôn. AK47 Transformer, AK47 VIP, M4A1 Transformer, M4A1 Beat, AL94, BWM Inferno Dragon, 3Z thì full vòng 3Z Bon Beat, 3Z Out. Nói chung là full 3 vòng. Súng DIE thì đầy đủ luôn, ZBK Level 2, 6 lòng Thompson Bắc và A12 Hellfire Level 2 nhé anh em nhé. Rồi DE Bon Beat, DE Thunder, cận chiến thì cũng khá là ngon. Uri Beat, Uri Beat Inferno X2, AK Bát Tước, AK Dâm Xa X2, AK47 Nobel Dragon, 3Z Nobel Dragon X2, UB này, rồi Mauser, TCE Nobel Dragon, A12 Man Man, M4A1 SSS. Thì khẩu này, hai khẩu này ở server Android mới có nhá. Rồi lỏ CB Transformer, và lỏ thì cũng 3 viên đó. Cung Fury, IAS, Phonix, kiếm vàng, nằm đấm Dayton, Katana Transformer X2, Đao Phán Quyết, Đao Fury, một cây búa trong Minecraft này, gậy đầu lâu và cái gậy thiên sứ, AK Vũ Công, AK M4 Băng, nói chung là rất nhiều súng tím luôn, AK Chao, AK Gold, AK Phoenix này, M4 Commander, M4 Phoenix, 9A91, T91, rồi 3Z Raya X2, Kim Vinula. Nói chung là anh em nào thích súng test súng tím cũng rất là nhiều. Oisin, M16 Raya Dragon, AK74, Captain Bull X2. Nhân vật thì full nhân vật 3 vòng quay và có con Sada ở vòng 3Z Bon Beat mới. Cũng nhẫn vào dây chuyền nha anh em nhé. Nhẫn thì 3 dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP. Nói chung nhẫn rất là đẹp luôn. Thiên phú thì BVB đã gần mắc rồi, mắc cỡ bom nhanh. Rồi tôi sẽ đến với gạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với gạc số 3. Thì gạc này cũng rất là ngon. Đấy, level 91 đặc quyền VIP 6, hạ gục 11.000 kill nha anh em nhé. Gạc thì server Android, còn iOS thì chỉ full được 2 vòng thôi. Đấy, giá cũng hơn 500k, full 3 vòng cơ bản. AK47 Transformer, M4A1 Transformer, đấy, M4A1 Bon Beat, M4 Thiên Sứ, AWM Inferno Dragon, 3Z thì full vòng 3Z Bon Beat, có 3Z Out, 3Z Transformer cũng có. Súng DIE cũng rất là nhiều luôn, 6 lòng Thompson Băng, A12 Hayfire, Golden Sắc. Trận chiến thì khá là vũ khí phụ cũng khá là ngon, DE Bon Beat, DE Thunder, DE VIP Inferno và một cây Alaconda Bon Beat ở trong set 3Z, set AK Bon Beat anh em ạ. Đấy. Rồi trận chiến thì khá là ok luôn này, Uri Beat này, X2, Kenzit Bon Beat thì full được set 3Z Bon Beat, rồi một cây xẻng nữa. Nói chung là được 4 cây trận chiến VIP rất là ok. AK Bá Tước, AK Rosa X3, AK rồi AWM Grip, USB Bá Tước X3 xẻng có, rồi AK Man Man. Nói chung là này anh em nào thích test súng mới rất là nhiều nha anh em nhé. 1, 2 này, 4-5 khẩu mới luôn. AK47 Man Man, AK có cốp này, rồi QBU09 Winner. Đấy, khẩu này cũng khá là hay và khá là đẹp. Rồi kit Super V Man Man, khẩu này là một khẩu trong dòng SMG nha anh em nhé. Đam chủ yếu nhưng mà tốc độ ra đạn rất là nhanh, bắn cứ đi gần cũng cực kỳ ngon. Rồi nỏ CB Transformer, nỏ thì cũng được có 5 viên thôi. Đấy, 3 lục và 1 3Z đỏ. Rồi lục đồ bò, lửa băng, dìu cũng thêm một cái dìu nhưng mà mới level 1 thôi. Móng rồng Katala Transformer, búa này, rồi gậy thiên sứ, thương xét, rồi nữ hoàng. Rồi chúng tím cũng khá khá nha anh em nhé. Đấy, AK M4 rồi thỏ ngọc các kiểu. Nói chung là chúng tím rất là nhiều. AK, X-Masta, các kiểu 3 quả lựu đạn clan. Nhân vật thì full nhân vật 3 vòng quay và cũng có nhân vật VIP nha anh em nhé. Đấy, có solo co VIP rất là ok. Giá thì hơn 500 thôi, rất là ngon rồi. Nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. Đấy, còn hai dòng kia thì chưa tẩy, anh em nào tẩy sau cũng được. Rồi, thiên phú thì cũng rất ngon nhé. BBB thì gần mắc hết rồi. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo.
Rồi đến cái hạt tiếp theo thì hạt viết không lên vào 74, KD rất là chất nha anh em nhé. Anh em nào thích cày viết không mà có KD cao mua hạt này rất là ok, KD 2.11 luôn. Hạt cũng 12.000 kim, hạt 2 server nhưng mà bên Android sẽ ngon hơn. Đấy, giá thì cũng hơn 100k thôi, có nhận thẻ cao luôn. AL94 VIP này, một khẩu M4A1 VIP, nhục đầu bò, băng. Đấy, và viết không có cả diều luôn, 5 đấm tây cân. Đao phán quyết AK Glory M4 đổi su, xét PVZ, T91 thay cơ, team BSS, AK. Nhân vật thì có AOE, hình thiết và nhẫn ngắm kẻ địch, nhẫn HP, 2 dòng 5 sao, 1 dòng 40, sao? Đấy, cũng không thế là rất là ngon rồi, trên phú cũng đẹp nhé, mắc đỡ bom nhanh. Rồi tiếp tục đến với cái hạt tiếp theo. Đấy, anh em nào lại thích mua hạt cũng không thì có nhé, Never 69, KD 1.06 và hạ gục 4.000 kia hoặc hạt Zing. Thì có 3 VIP nha anh em nhé, và giá 50k thẻ cào cho anh em nào mua về chơi nghịch trong hệ hạt Zing 2 server luôn. ZBK, X2, rồi một cái diều xanh VIP, một cái diều lửa, Kezit, AK thì có khẩu AK-47, Azekmin, một cái lục, rồi cái càng cua này, Ska, khẩu này bắn cũng rất là êm nha anh em nhé. M200, AK gỗ, 15 đá thực tỉnh không sơn. Trên phố thì úp được ít nhưng mà cũng mắc gỡ bom nhanh, cũng rất là ngon. Rồi tôi sẽ đến với cái hạt tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái hạt tiếp theo. Nếu vào 74 đặc quyền VIP 5 nhưng em KD 1.18 và hạ cũng có hơn 3.000 kill thôi. Còn 2k kim cương. Đấy, 2079 kim cương. Thì hạt này server iOS nha anh em nhé, Android không ngon. Full 2 vòng và giá hơn 400k. Akachan này, M4 Bonbit X2, M4 Quái Thú X2, M4 Jaguari, M4 là một thiên sứ này, AWM Inflow Dragon. Rồi phun vòng 3Z Bonbit, 3Z Out, MSG, ZBK lên vào 1-2 luôn. 6 lòng cũng có, Golden Sub, DE Bonbit, DE Thunder. Chung là đủ súng anh em chơi và cận chiến thì rất là ngon luôn. Một cây gì VIP đã lên Never 2 và một cây sẻng Bonbit này. Akazusa, AK-47 Nobel Dragon X2, Mauser Nobel Dragon, M4A1 Alonimus, Kung Fury nục đầu bò băng, GIS Phonix bóng rồng, gậy đầu lâu, lâu lan song kích, AK Vũ Công, AK-47 Glory, rồi 3Z Belly, AK Gold, Team BSS, M37 COV, Jackie Boon. Đã, nhân vật thì full nhân vật 3 vòng quay và đặc biệt cũng có solo co nha anh em nhé. Rồi trên phú thì nhẫn thì ngắm kẻ địch hiện HP này, 3 dòng 5 sao luôn. Rồi trên phú cũng ok nha anh em. Rồi tôi sẽ đến với cái hạt tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái hạt cuối cùng. Đấy, cũng là 2 server luôn. Tiếp 2 này vào 54, KD thì 3.15 và bắn có 1.000 kill thôi. Thì hạt này cũng rất là rẻ thôi, giá có mấy chục ca để cho anh em là chơi tạm thôi và cũng nhận thẻ cào luôn. Đao phán quyết đây, M4 quắm, rồi có một cây 3Z binh, AK và một số súng trắng này, ví dụ như QBZ, Ska, AWMZ này cũng rất là ngon. Nhân vật thì cũng có Maria nha anh em nhé, có mấy chục ca thẻ Việt theo thôi. Trên phố thì úp được một ít BVB. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em nào mua thì inbox Zalo tôi nha.